Xin chào mọi người, chúng ta tiếp tục học từ vựng tiếng Anh bài 33 phần 2. Từ vựng tiếng Anh bài 33 phần 2 từ 1. Chương 1 là gây, là cổng. Gây là cái cổng. Gây là cái cổng. Số 2. Số 2 là shiny. Shiny là bóng lón. Shiny. Shiny là bóng lón. Xe này là bóng lón. Xe này là bóng lón. Số 3. Số 3 là fancy. Fancy là sang chảnh. Fancy. Fancy là sang chảnh. Fancy là sang chảnh. Số 4 là immigration. Immigration là thủ tục nhập cảnh. Immigration, thủ tục nhập cảnh. Thủ tục nhập cảnh. Immigration. Immigration. Immigration là thủ tục nhập cảnh. Số 5. Số 5 là refuse. Refuse là từ chối. Refuse. Refuse là từ chối. Sao là enter, đi vào. Enter. Enter là đi vào. Enter. Gây là cái cổng. Shiny là bóng lón. Fancy là sang chảnh. Immigration. Immigration là thủ tục nhập cảnh. For you là từ chối. Enter là đi vào.